bất chấp sự bùng phát của biến chủng delta, đông nam á quay lưng với vaccine trung quốc các nước đông nam á từng triển khai rộng rãi các vaccine do trung quốc sản xuất giờ đang thay thế các vaccine này bằng các vaccine tây phương trong khi đang phải cố gắng ngăn chặn các đợt bùng phát chết người do biến thể delta gây ra sự thay đổi trong một khu vực mà trung quốc tranh giành ảnh hưởng với hoa kỳ đã cho thấy rõ các giới hạn trong chính sách ngoại giao vaccine của bắc kinh các quốc gia như Nam Dương và Thái Lan từng đặt tin tưởng rất nhiều vào Sinovac của Trung Quốc, bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia y tế. Nay hệ thống y tế của các nước này đang phải gồng mình, hứng chịu sức tàn phá của biến thể Delta. Nam Dương đã ghi nhận hơn 100.000 người tử vong. Ông Trong Gia An, Phó Giáo sư Khoa Chính trị học tại Đại học Quốc gia của Singapore cho biết, thực tế hiện tại trái ngược hoàn toàn với sự phô trương và quảng cáo hiệu quả cao khi Bắc Kinh tung ra các vaccine của họ. Ông nói thêm, thật là nguy hiểm khi biến cố đại dịch hiện nay và mối đe dọa mạng sống con người được sử dụng để làm một loại công cụ tuyên truyền. Sinovac và Sinopharm đã được bắt đầu thử nghiệm lâm sàng rất sớm, nhưng dữ liệu của các vaccine này đã không được công bố đầy đủ. Hàng triệu người đã được chết hai vaccine này của Trung Quốc mà các chính phủ đã vội vã mua trong bối cảnh nguồn cung cấp khan hiếm. Với các quốc gia giàu có nhanh chóng đặt mua các vaccine Pfizer, Moderna, một số quốc gia đang phát triển không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua vaccine Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt cho vaccine của Trung Quốc được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào đầu tháng 6. Nhưng ngay trong tháng 6, những nghi ngờ về hiệu quả của Sinovac bắt đầu nổi lên khi các bác sĩ ở Nam Dương đã chết người đầy đủ bị tử vong vì Covid-19. Hiệp hội Y khoa Nam Dương đã ghi nhận ít nhất 20 bác sĩ tử vong mặc dù đã chích hai liều Sinovac. Quốc gia Nam Dương với dân số 270 triệu người đã bắt đầu sử dụng vaccine Moderna do Hoa Kỳ sản xuất vào cuối tháng 7 cho các nhân viên y tế sau khi được Hoa Thịnh đốn tặng 8 triệu liều hình ảnh những thùng vaccine được dán cờ Hoa Kỳ tương phản với hình ảnh Tổng thống Nam Dương Joko Widodo chích vaccine Sinovac được truyền hình trực tiếp. Các quan chức y tế đã dơ cao hợp vaccine Sinovac trước ống kính để thúc đẩy người dân tin tưởng vào vaccine này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã hết lời ca ngợi ông Widodo khi quảng cáo vaccine của mình an toàn và hiệu quả. Thái Lan cũng đã thay đổi chính sách vào giữa tháng 7, chuyển sang chích cho người dân một liều vaccine Sinovac và một liều vaccine AstraZeneca. Nhân viên y tế đã được chuẩn ngừa đầy đủ với Sinovac sẽ được chích một mũi thứ ba với vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer hoặc Moderna. Trước khi có sự thay đổi này, truyền thông Thái Lan đã đưa tin về một bản ghi nhớ được cho là bị rò rỉ từ một cuộc họp chính thức về việc sử dụng vaccine, cảnh báo không nên chích một mũi thứ ba với một vaccine khác cho những người đã chích ngừa đầy đủ với Sinovac, bởi vì làm như vậy sẽ là một sự thừa nhận rằng vaccine của Trung Quốc không hiệu quả. Vu rò rỉ đã gây ra một làn sóng phản đối kịch liệt và lời kêu gọi chích Pfizer cho nhân viên y tế bắt đầu lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Ngay cả các đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh cũng đang thay đổi. Tuần trước, Campuchia cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp mỗi chích người thứ ba với vaccine AstraZeneca cho những người đã chích hai liều vaccine do Trung Quốc sản xuất. Khoảng một nửa dân số Campuchia đã được chích người đầy đủ với vaccine của Trung Quốc. Trung Quốc xem hành động tặng vaccine như một việc tốt vì lợi ích công cộng, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển. Trong tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ cung cấp hai tỷ liều vaccine cho thế giới trong năm nay. Tuy nhiên, ngay cả trước khi có sự gia tăng đột biến của biến thể Delta, mọi người đã tỏ ra ưa chuộng các loại vaccine do Tây Phương sản xuất hơn, đặc biệt là các vaccine mRNA do Hoa Kỳ phát triển. Một cuộc khảo sát vào đầu năm nay ở Phi Luật từng cho thấy hơn 63% người được hỏi ưa thích Hoa Kỳ là nguồn cung cấp vaccine coronavirus. Vào tháng 5, cư dân đã đổ xô đến một địa điểm cung cấp các liều vaccine Pfizer với nhiều người xếp hàng từ 2 giờ sáng. Tổng thống Phi luật Tân, ông Rodrigo Duterte, người đã tuyên bố vào đầu nhiệm kỳ rằng ông sẽ nói lời tạm biệt với đồng minh lâu đời Hoa tình Đốn, nhưng nay đã quyết định duy trì hiệp ước quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Phi luật Tân sau khi nước này được Hoa Kỳ viện trợ vaccine Moderna. Ông Trong Gia Anh nhận xét, kinh nghiệm về vaccine đã khiến một số quốc gia đông nam á nhận ra rằng không thể phụ thuộc hoàn toàn vào trung quốc cho dù là về vaccine hay về bất cứ vấn đề nào khác